phụ từ Hàn Quốc về sinh con, bé sơ sinh bị dị tật tim nặng được cứu sống ngoạn mục. Thai nhi bị dị tật tim bẩm sinh rất nguy hiểm, nhưng nhờ có sự phối hợp lần đầu tiên giữa Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương, em bé sơ sinh đã được cứu sống trong gang tắc. Tại cuộc gặp gỡ báo chí chiều ngày 8 tháng 12, ông Đinh Anh Tuấn, vụ trưởng vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em Bộ Y tế, phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Phụ sản Trung ương, vui mừng thông báo hôm qua là một ngày đặc biệt khi cháu bé sơ sinh trong tình trạng rất nguy hiểm đã được cứu sống. Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa thầy thuốc của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Nhi Trung ương, ca phẫu thuật tim mạch liên viện lần đầu tiên tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Thái phụ 23 tuổi, sống và làm việc tại Hàn Quốc. Ở tuần thứ 27, khi thai phụ siêu âm tại Hàn Quốc, các bác sĩ Hàn Quốc đã phát hiện thai nhi bị đảo gốc động mạch và tư vấn về việc phẫu thuật sau sinh cho trẻ rất phức tạp và chi phí lớn. Thai phụ đã về Việt Nam với mong muốn được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đánh giá và can thiệp. Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, các bác sĩ của Trung tâm Chẩn đoán trước sinh đã hội trần và hội trần liên viện, chuẩn đoán thai nhi 29 tuần bị dị tật tim, đảo gốc động mạch, không có thông liên thất. Sau khi nghe tư vấn, gia đình đã quyết định trao gửi niềm tim vào trình độ tay nghề chuyên môn của các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Thắng, trưởng khoa đẻ bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, sản phụ nhập viện tại khoa đẻ lúc 11 giờ ngày mùng 5 tháng 11 năm 2023. Theo các chuyên gia tim mạch và sơ sinh, đây là một trường hợp dị tật bẩm sinh phức tạp, nếu không cấp cứu tại chỗ kịp thời, trẻ sẽ tử vong ngay sau khi chào đời. Chính vì vậy, Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Thắng đã đặt vấn đề là phải can thiệp tim cho bệnh nhi sơ sinh ngay khi chào đời tại bệnh viện Phụ sản Trung ương để tranh thủ thời gian vàng cứu sống bệnh nhi. Tuy nhiên, vì chưa có tiền lệ nên có thể có không ít những khó khăn nhất định. Sau đó, với sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, các bác sĩ tại khoa đẻ, trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã phối hợp với Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Nhi Trung ương cùng hội trần và lên kế hoạch để chuẩn bị kỹ càng cứu cháu bé ngay sau khi chào đời. Một ekip mổ được thiết lập ngay tại phòng mổ đẻ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương để ngay sau khi mổ lấy thai sẽ lập tức đánh giá tình trạng bệnh nhi và nếu cần thiết sẽ can thiệp phá vách liên nhĩ cấp cứu bằng bóng dưới siêu âm. Với kế hoạch chuẩn bị chu đáo, sáng ngày 8 tháng 12, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Thắng đã trực tiếp thực hiện ca mổ lấy thai. Chỉ sau 5 phút, cháu bé chào đời, các bác sĩ trung tâm tim mạch Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiến hành siêu âm tim và xác định bé bị đảo gốc động mạch, không có thông liên thất. Ngay lập tức, chỉ định cần phải can thiệp phá vách liên nhĩ cấp cứu để đưa ra giành lại sự sống cho cháu bé, với bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp, nồng độ oxy máu chỉ 35%, cháu bé có thể tử vong ngay khi chưa kịp ra khỏi phòng mổ, không có cơ hội chuyển sang viện khác. Theo kế hoạch đã sẵn sàng, các thầy thuốc của hai bệnh viện đã không bỏ lỡ một giây để phối hợp cấp cứu. Phó giáo sư Lê Hồng Quang, phó giám đốc trung tâm tim mạch bệnh viện Nhi Trung ương trực tiếp can thiệp phá vách liên nhĩ, cấp cứu dưới siêu âm cho cháu, Lúc này, cháu mới đủ sức khỏe để được đưa sang Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục theo dõi và hồi sức. Chia sẻ về những khó khăn của ca can thiệp này, Phó giáo sư Lê Hồng Quang cho biết, trẻ sơ sinh còn quá nhỏ nên mạch máu cũng rất nhỏ và rất mỏng manh, nên nguy cơ rách mạch máu chạm vào tim trong quá trình can thiệp là rất lớn. Tuy nhiên, với tay nghề và kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực này của Phó giáo sư Quang, ca can thiệp đã thành công. Sự sống của em bé đã hồi sinh kỳ diệu nhờ những trái tim nhân ái và những đôi bàn tay vàng của các thầy thuốc. Sau một ngày được cứu sống, hôm nay bé đã được tự thở. Phó giáo sư Lê Hồng Quang báo tin vui. Khoảng 2 tuần nữa, cháu sẽ tiếp tục được phẫu thuật, sửa lại hai gốc động mạch bị đảo ngược để tim trở về bình thường. Theo phó giáo sư tiến sĩ Lê Hoài Trương, phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, có phẫu thuật liêm bệnh viện lần đầu tiên giữa Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương thành công như mong đợi có nhiều nguyên nhân. Từ lâu, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thành lập hội đồng liên viện với nhiều chuyên ngành để kịp thời phối hợp. Công tác chuẩn đoán trước sinh cũng như can thiệp ngay sau khi sinh đã rất tốt, giúp trẻ có cơ hội sống. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Bệnh viện đã hội trần, nắm bắt và chỉ đạo 10 Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp chủ động can thiệp tim ngay khi cháu bé được sinh ra. Việc cứu sống cháu bé ngay bị dị tật tim bẩm sinh rất nặng là kết quả của sự phối hợp của ba chuyên ngành sản khoa, sơ sinh, tim mạch trong thời gian vàng khi tính mạng cháu bé bị tính bằng dây chứ không phải bằng giờ. Điều này cho thấy sự trưởng thành của công tác chuẩn đoán trước sinh, sự phát triển của chuyên ngành hồi sức sơ sinh của các ban can thiệp tim mạch sơ sinh, đặc biệt là kế hoạch hiệp đồng chặt chẽ giữa hai bệnh viện từ lúc đẻ, ông Đinh Anh Tuấn nhấn mạnh. Các bác sĩ cũng cho hay, ca phẫu thuật can thiệp sau sinh cho cháu bé bị tim bẩm sinh này rất phức tạp, sử dụng kỹ thuật cao nhưng chi phí chỉ bằng 1 phần 10 của nước ngoài và do bảo hiểm y tế chi trả. Thành công của ca bệnh này là tiền đề để Bệnh viện Phụ sản Trung ương triển khai thường quy các kỹ thuật này và mở ra cơ hội sống cho những thai nhi mắc các dị tập bẩm sinh trong tương lai.